Và câu hỏi tiếp theo thì chúng tôi xin phép được dành tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nghĩa. Chúng tôi được biết rằng là trong thời gian làm Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thì ông cũng đã đi thăm khu vực trồng cây đàn hương tại Trung Quốc, thì không biết là ông thấy triển vọng của cây đàn hương tại Trung Quốc như thế nào? Và không biết là Phó Giáo sư thì đã có những đề xuất gì với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến việc phát triển cây đàn hương tại Việt Nam, thưa ông ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Trước hết là xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến tham dự cái buổi ra mắt cái lễ thương hiệu này. Thứ hai thì để trả lời câu hỏi thì cũng xin báo cáo thế này, cây đàn hương thì trong giới khoa học chúng tôi cũng có biết, và người ta đã từng xuất bản những cuốn sách lớn rồi về cây đàn hương nhiều năm trước, nhưng mà nó chưa có mặt ở Việt Nam. Rất may là năm 2008 thì tôi đi thăm Trung Quốc và được đến một cái cơ sở nghiên cứu của họ, và đã được thấy rằng người ta đang thử nghiệm trồng, tức là người ta trồng nhiều rồi, nhưng mà lúc bây giờ là trồng đàn hương cộng một số các loại cây lâm nghiệp ở trên đồi núi trọc ở vùng phía Nam Trung Quốc. Thí dụ như là người ta trồng mấy cây lim xanh của mình nhé, trồng mấy cây xưa của Trung Quốc, vân vân, tức là rất nhiều loại cây. Thế thì lúc bây giờ thì tôi rất thích, bởi vì là làm về khoa học nông nghiệp cho nên là cũng mang muốn là các cái ý tưởng ấy được đưa về Việt Nam. Năm 2009 thì tôi lại quay lại một lần nữa để thăm lượt các cái cơ sở trồng và chế biến của họ. Đấy, thì trà đàn hương lúc bây giờ họ đã có rồi, gỗ về tất cả các sản phẩm khác. Thế thì lúc bây giờ tôi mới cùng với các anh em là liên hệ với các nước, bởi vì đàn hương không chỉ có Ấn Độ, đàn hương còn có của Úc, của Indo và các nước khác nữa. Thế thì chúng tôi đã liên hệ được với Úc, các bạn ấy rất nhiệt tình gửi hạt cho, Trung Quốc cũng gửi hạt, thế và Indo cũng gửi hạt. Thế thì chúng tôi lên một cái kế hoạch là lập một cái đề tài nghiên cứu gửi cho Bộ Nông nghiệp, nhưng mà rất tiếc là vài năm liền thì đều không được đưa vào danh mục. Đấy, thì nó có một cái lỗi của chúng tôi, tức là đã không giải thích kỹ cho các cái hội đồng tư vấn biết rằng cây đàn hương là cây gì, nó quý ra sao, cho nên là khi đưa cái đề tài lên thì rất nhiều người không hiểu đàn hương là cây gì, thì thôi thì người ta phải gạt ra thôi, đúng không ạ? Thì đấy là lỗi của chúng tôi, không phải là lỗi của hội đồng. Thế thì sau đó thì như vậy là đến năm 15, đúng không ạ, anh Thoại bắt đầu là đưa cái cây đàn hương vào trồng, đến bây giờ thì được 8 tuổi rồi. Thì chúng tôi là những người làm về khoa học lâm nghiệp rất vui mừng vì thấy rằng là cây đàn hương đã về lại được Việt Nam. Đấy, chúng tôi đã cố gắng mà không được. Đấy, mặc dù là đã có hạt đủ các nước, và xuất phát từ cái tâm của nhà khoa học là đã làm một loài cây thì làm cho nó tương đối toàn diện, đúng không ạ? Ấn Độ thì chưa liên hệ được, nhưng mà ít nhất là Trung Quốc qua rồi, Úc qua rồi, đều là bạn bè, hoặc Indo qua rồi. Thế thì có thể đưa các cái giống vào trồng Việt Nam. Thì thôi, rất chúc mừng anh Thoại và ủng hộ anh ấy là con người đã đi tiên phong trong cái lĩnh vực đưa cây đàn hương về Việt Nam. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là trong những năm vừa qua, cây đàn hương đã có được cái sự phát triển rất là tốt ở Việt Nam. Thì mong rằng là những cái mong muốn của vợ chồng anh Thoại cũng như là mọi người để cho cái cây đàn hương nó phát triển hơn. Xét về mặt khoa học thì cũng xin nói thêm một vài ý như thế này. Thứ nhất là một là phải quan tâm đến việc nó phù hợp đến đâu ở Việt Nam, nơi nào trồng được. Thứ hai là cái nguồn giống mình đưa về mới chỉ có của Ấn Độ, còn thiếu của các nước khác, thì có lẽ nên quan tâm thêm đến nguồn giống của các nước khác nữa. Thứ ba, một loài cây khi đã đưa vào Việt Nam mà trồng diện rộng, đến một bước nào đó tự khắc nó sẽ sinh ra sâu bệnh hại, thì tất cả các định hướng nghiên cứu cho nó, phát triển của nó cũng nên lưu ý đến việc này. Thì như vậy cái sự phát triển cây đàn hương nó sẽ toàn diện hơn và nó bền vững hơn cho tương lai. Xin hết. Xin cảm ơn những cái chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nghĩa.